đi ra tới ngoài này làm sao? Cái. Rồi vòng vòng ở ngoài này có phát không? Có chứ. Phát tới Nguyễn Cự luôn hả? Phát tới luôn. Từ chỗ lớn tới Nguyễn Cự luôn. Đi dọc đường thấy cho luôn. Xe ôm thì xin cho hết. Cơm mà một phần trứng, phần canh thế này thì quá ngon rồi. Cái này mà làm chất lượng như gì thì đang xong ta trông mong hoài luôn á. Xe con. Đúng rồi, mình chứ làm người ta không ăn, người ta bỏ tội lắm. Không ngon. Quên kêu mấy đứa trên lầu nó xuống lấy luôn. Đứa lên lầu xuống lấy cơm ăn đi. Thời buổi giờ được sức cơm gì thì quá quý luôn. Rồi phía sau mấy cái người ta lớn tuổi á, ta đi làm á. Cái tối người ta ngồi với anh nhiều lắm nè. Ta đợi á. Để người ta cho phần nào ăn phần đó, ta đỡ được tiền. Thấy cũng đỡ. Thấy trời mưa mà chạy ngang vô khu vực có thấy người ta ngồi cũng thấy tội lắm. Tại vì anh không đi hết á. Em mà làm nhiều đó, em đi đâu có 3 tháng 2. Này. Tại vì có thành phố này nó quá trời đông mà sao sức nổi. Mình làm sao mà nổi. Như là mình không có em kêu là nhiều người làm đó. Xe con vô. Thì sức mình tới đâu làm tới đó thôi. Cái nấu nhiều quá không có ai nấu đâu nổi. Một phần trứng chiên. Một phần canh. Thấu canh này ăn với khô nữa thì thôi luôn. Đường khô cá đồ đồ nữa. Xe con vô. Hẻm này nhỏ cũng xe chạy qua chạy lại hoài. Đây là những phần cơm từ thiện nè. Biết mốt cho ai đó không bà ngoại? Cho mấy bà già bà nó biết cho gì không? Ở bên Tám á, cho mấy bà xà bông, cho mấy bà dầu. Rồi mấy bà già nó phái lắm. Cái này bao lâu thì nấu một phát một lần? Rồi em hứng lên em nấu rồi. Hứng nấu hả? Giống như hôm qua em nói cái này em nấu. Em hứng lên em làm. Nấu lại là một mình em nấu hả? Mình em nấu. Vài bữa cái bà bển chơi gì không? Cái sơ chút. Không, sôi bữa nào không? Em mới chơi. Bữa sao được cháy đâu mà được nhà không á. Chứ bên nhà em mấy bà nó cũng lâu lâu cũng cho. Mà cho thì sáng sớm mà ăn cũng tươi lẹ lẹ lắm. Mốt mày nấu này ít nước chút nè. Đúng rồi. Hơi nhão. Để đang tại vì mình thấy cái nó ra à. Làm không có răng. Con đi chơi với Moni. Ba quay đi mà. Nó
đưa lên mạng luôn. Không. Việc tốt mà sợ gì? Đưa việc xấu mới sợ, việc tốt đưa đâu sợ. Không có muỗng luôn ha. Vậy nè ha. Ừ, kèm đó. Để ngoài. Còn không còn cộng thun bỏ ngoài. Để ngoài. Chút có người còn. Chút có lực lượng. Ừ, còn cộng thun cái nhét cái muỗng bên ngoài. Chứ làm mình sao mà nhiêu đây đi phát nổi. Cực cực lúc nấu này nè. Em làm cho em tự em đi. Em thử em tự nhiên.